Amazon xác nhận đã chính thức bắt đầu thực hiện giao hàng bằng máy bay không người lái cho khách hàng ở hai thành phố Lockford, bang California và College Station, bang Texas, Mỹ. Amazon gọi dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái của mình là Prime Air. Prime Air lần đầu được công bố vào tháng 6, 2022 và chính thức được triển khai 6 tháng sau đó. Công ty đã nhận được chứng nhận an toàn của cơ quan hàng không liên bang FAA để hoạt động ở Lockford, cách thành phố Sacramento, bang California khoảng 80 km về phía nam, và College Station, nơi có khuôn viên chính của Đại học Texas A&M, gần thành phố Houston, bang Texas. Theo Amazon, sau khi có đơn đặt hàng, một máy bay không người lái sẽ bay đến sân sau của nhà khách hàng và hạ độ cao đủ để thả gói hàng xuống, sau đó bay đi. Trong một bài đăng trên blog vào đầu năm nay, đại diện của Amazon cho biết mục tiêu của dịch vụ này là giao các gói hàng dưới 5 pound, tương đương 2,25 kg trong vòng chưa đầy 60 phút. Tháng trước, công ty này đã công bố kế hoạch cho một làn sóng máy bay không người lái mới, dự kiến sẽ giao hàng bắt đầu từ năm 2024.